Tại buổi làm việc của đoàn giám sát Quốc hội với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ mới đây, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ đã báo cáo việc chậm trễ trong xác định giá đất của 12 dự án nhà ở thương mại khu dân cư trên địa bàn và cho biết với hai điều của luật đất đai 2024 và hai nghị định mới ban hành, 12 dự án chưa định giá đất sẽ được gỡ khó trong thời gian tới. Cụ thể tại điều 116 luật đất đai năm 2024 cho phép giao đất cho thuê đất theo phân kỳ đầu tư của dự án hoặc là theo tiến độ giải phóng mặt bằng. Hai là điều 257, điều khoản chuyển tiếp cho phép tính giá đất tại thời điểm giao đất. Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ, với quy định mới này, Sở sẽ không phải lăn tăng việc bây giờ tính mà hồi xưa giao đất từ năm 2013-2015. Tính giá đất thời điểm đó có gây thất thoát hay không? Trong trường hợp này, điều khoản chuyển tiếp đã quy định rất rõ. Vấn đề còn lại là cách thức triển khai thực hiện của địa phương, cụ thể là ngành Tài nguyên và Môi trường và ngành Tài chính để tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thông qua hội đồng định giá của thành phố. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ cũng cho biết đã đề ra mục tiêu từ nay đến cuối năm 2024 sẽ cố gắng hoàn thành việc định giá đất cho ít nhất từ 2 đến 3 dự án.